các em, chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Hôm nay, cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong môn tiếng Việt lớp 2. Trước khi vào tiết học, các em cần chuẩn bị sách tiếng Việt lớp 2 tập 1, bộ sách chân trời sáng tạo, bút, thước, vợ để ghi chép lại nội dung bài học. Và khi học, chúng ta cần lưu ý ngồi ngay ngắn ở nơi có đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình tập trung nghe cô giảng bài và thực hiện các nhiệm vụ của bài học các em đã sẵn sàng chưa bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé để khám phá xem bài học hôm nay của chúng ta nói về điều gì cô mời các em hãy khởi động bằng cách lắng nghe và hát theo giai điệu vui tươi của bài hát bố là tất cả sáng tác của nhạc sĩ thập nhất Qua bài hát vừa rồi, em có biết ai được nói đến trong bài hát không? À, cô tin rằng tất cả các em đều trả lời ngay được rồi phải không nào? Qua bài hát, bố là tất cả, chúng ta thêm yêu quý và biết ơn tình thương, sự chở che của bố dành cho mình. Ngoài tình yêu của bố, em còn nhận được sự quan tâm, yêu thương của những người trong gia đình nữa. Cô rất muốn được nghe các em chia sẻ giới thiệu về gia đình mình. Gia đình em gồm có những ai? Mỗi người trong gia đình em có sở thích gì? Gia đình em thường làm gì vào dịp cuối tuần? Ai là người gần gũi với em nhất? Các em thân mến, so với mẹ, bố thường là người ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng không vì thế mà tình yêu của bố dành cho con cái là ít hơn nó chỉ âm thầm lặng lẽ hơn nhưng cũng không kém phần bao dung và ấm áp điều đó sẽ được chúng ta cảm nhận rõ hơn qua bài tập đọc cánh đồng của bố cô mời các em quan sát hình ảnh em thấy ai trong tranh à các em đều trả lời đúng rồi đấy trong tranh là hình ảnh bố đang bế và nắm bàn tay nhỏ xíu của con. Trên khuôn mặt cả hai bố con đều nở nụ cười hạnh phúc. Vậy, tên bài Cánh đồng của bố có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy cùng mở sách tiếng Việt lớp 2, tập 1, trang 45 để cùng tìm hiểu với cô nhé. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ gồm các phần: luyện đọc thành tiếng, tìm hiểu bài và luyện đọc lại bây giờ cô và các em cùng nhau luyện đọc trong khi lắng nghe cô đọc mẫu các em hãy đọc thầm theo dùng bút chì xác định chỗ ngắt nghỉ hơi nhấn giọng trong sách nhé cánh đồng của bố bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc tức cái ngày tôi chào đời khi nghe tiếng tôi khóc bố thốt lên sung sướng trời ơi con tôi nói rồi ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi bố tôi nói chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy bố còn bảo ẩm một đứa bé mệt hơn cày một đám ruộng buổi tối bố phải đi nhẹ chân đó là một nỗi khổ của bố bố tôi to khỏe lắm với bố đi nhẹ là một việc cực kỳ khó khăn nhưng vì tôi bố đã tập dần bố nói giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn cánh đồng đêm bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ cánh đồng của bố theo nguyễn ngọc thuần các em ạ à, để đọc tốt một bài tập đọc thì trước tiên chúng ta cần phải đọc đúng những từ ngữ khó cô sẽ hướng dẫn các em đọc một số từ khó trong bài mời các em quan sát và đọc theo cô nhé từ đầu tiên là sung sướng chúng ta lưu ý cùng với cô âm sờ trong từ sung sướng các em cùng đọc theo cô sung sướng Sung sướng từ thứ hai là ẩm chúng ta cũng lưu ý thanh ngã có trong tiếng ẩm cô mời các em đọc cùng cô ẩm ẩm từ cuối cùng cô muốn luyện đọc cùng các em đó là từ to khỏe chúng ta chú ý đọc đúng vần oe trong tiếng khỏe các em đọc lại với cô to khỏe to khỏe bây giờ cô mời các em cùng đọc lại các từ ngữ này sung sướng ẩm to khỏe ngoài các từ vừa luyện đọc ra các em hãy cố gắng rèn đọc thêm một số từ ngữ khác mà mình còn đọc sai nhé Song song với việc luyện đọc đúng từ, chúng ta cũng cần chú ý cách ngắt nghỉ hơi khi đọc các câu dài sao cho đảm bảo ý nghĩa. Trên màn hình cô có các câu. Các em hãy suy nghĩ cách ngắt nghỉ hơi để đọc đúng những câu này nhé. Các em thân mến, ở những câu như thế này, ngoài việc ngắt hơi ở dấu phẩy, nghỉ hơi ở dấu chấm, chúng ta cần chú ý ngắt nghỉ hơi ở các cụm từ bây giờ các em hãy theo dõi và cùng đọc theo cô bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc tức cái ngày tôi chào đời khi nghe tiếng tôi khóc bố thốt lên sung sướng trời ơi con tôi và ở câu này chúng ta cũng lưu ý đọc câu thể hiện sự xúc động mừng rỡ của bố. Trời ơi, con tôi! Với câu thứ ba, chúng ta đọc ngắt nghĩ như sau. Đêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ, cánh đồng của bố. Nào, cô mời các em cùng đọc lại những câu vừa rồi nhé. Chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc từ và đọc câu. Trong quá trình theo dõi bài, bạn nào tinh mắt nhận ra bài đọc này có mấy đoạn nhỉ? À, chắc hẳn các em đã trả lời ngay được rồi. Bài đọc này có hai đoạn và được chia như sau. Đoạn 1 từ đầu đến đám ruộng. Đoạn 2 là đoạn còn lại. Bây giờ các em hãy chọn một đoạn để luyện đọc nhé bạn nào đã tự tin có thể đọc được toàn bài cánh đồng của bố rồi các em hãy đọc thật to cho gia đình mình nghe để được mọi người nhận xét và góp ý nhé các em ạ à, muốn đọc hay và lưu loát một bài tập đọc thì chúng ta phải nắm được nội dung bài vậy bây giờ cô mời các em cùng nhau đến với phần thứ hai tìm hiểu bài để hiểu được nội dung bài chúng ta cần hiểu được nghĩa của các từ trong bài và trong bài đọc này có một số từ mà cô muốn tìm hiểu nghĩa cùng các em đó là từ thốt cực kỳ cánh đồng các em hãy đọc từ và phần giải nghĩa ở hai cột a b để nối từ với nghĩa thích hợp nhé các em đã có câu trả lời cho mình chưa hãy cùng kiểm tra đáp án với cô nhé thốt có nghĩa là Bật ra thành tiếng thành lời một cách đột ngột trong bài đọc này bố đã thốt lên sung sướng trời ơi con tôi khi được thấy bạn nhỏ chào đời đó các em cực kỳ có nghĩa là mức độ rất cao không thể cao hơn được nữa từ này xuất hiện trong câu với bố đi nhẹ là một việc cực kỳ khó khăn qua câu này cho chúng ta thấy, việc đi nhẹ nhàng đối với bố là một chuyện rất khó. Còn cánh đồng có nghĩa là khoảng đất rộng và bằng phẳng để cày cấy trồng trọt. Chúng ta cùng quan sát một vài hình ảnh cánh đồng các em nhé. Cánh đồng chính là khoảng đất rộng và bằng phẳng để cày cấy và trồng trọt. Tại đây, người nông dân có thể trồng những cánh đồng hoa rực rỡ, những cánh đồng lúa manh mông hay những cánh đồng khoai, rau củ đó các em. Ngoài những từ ngữ vừa tìm hiểu, nếu còn từ nào em chưa rõ nghĩa, hãy sử dụng từ điển hoặc hỏi thêm ba mẹ, thầy cô để được giải đáp nhé. Khi hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ trong bài thì việc hiểu nội dung sẽ dễ dàng hơn đó các em nào bây giờ chúng ta cùng đọc thầm lại toàn bài để tìm hiểu nội dung bài đọc nhé cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài bằng cách tham gia một trò chơi mang tên kho báu của bố ồ không biết kho báu của bố là gì nhỉ chắc hẳn là phải vô cùng quý giá nên mới được gọi là kho báu phải không các em nhưng hiện tại kho báu của bố đang được ẩn giấu sau những mảnh ghép bí ẩn kia và để mở được mảnh ghép ra chúng ta phải trả lời đúng các câu hỏi liên quan đến bài đọc cánh đồng của bố các em có muốn tham gia cùng cô không nào chúng ta cùng đến với mảnh ghép bí ẩn đầu tiên dòng nào dưới đây có thể thay thế cho ngày tôi chào đời ngày tôi được sinh ra ngày tôi được bố ẩm ngày bố thức để nhìn tôi ngủ à chắc chắn các em đã có ngay câu trả lời rồi phải không nào cụm từ có thể thay thế cho ngày tôi chào đời chính là ngày tôi được sinh ra cô chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng nhé qua câu hỏi này chúng ta biết được ngày chào đời chính là ngày chúng ta được sinh ra cất tiếng khóc đầu tiên chào cuộc đời các em đoán xem bố mẹ cảm thấy như thế nào khi chúng ta chào đời là bố mẹ và cả gia đình đều rất vui mừng khi chúng ta được sinh ra và người bố trong câu chuyện cũng chung cảm xúc như thế đó các em. Vậy, điều gì thể hiện sự vui mừng của bố? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua câu hỏi ở mảnh ghép thứ hai nhé. Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời? Để trả lời được câu hỏi này, cô mời các em hãy đọc lại đoạn 1 của bài nhé. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa nào? Hãy cùng so sánh với câu trả lời của cô nhé. Trong đoạn 1, ta thấy những chi tiết cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời, đó là bố nhớ mãi cái ngày bạn nhỏ ra đời. Bố thốt lên sung sướng, trời ơi, con tôi Bố áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi. Bố nói rằng chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. Cô khen tất cả các em đã rất nhanh trí khi tìm ra được những chi tiết này. Chỉ qua một vài chi tiết trong đoạn 1, chúng ta đã thấy rõ hơn tình yêu của bố dành cho bạn nhỏ tình yêu ấy thể hiện ở sự vui mừng đến mức thốt lên với giọng đầy cảm xúc trời ơi con tôi rồi bố âu yếm áp tai vào cái miệng đang khóc của con với vẻ dỗ dành trong mắt bố lúc này dù con đang là một đứa bé nhỏ xíu khóc oe oe nhưng con là đứa trẻ xinh đẹp nhất các em có biết Tình yêu của bố còn thể hiện ở những điều gì nữa không? Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi ở mảnh ghép thứ ba nhé. Vì sao buổi tối bố phải đi nhẹ chân? Chúng mình hãy đọc lại đoạn 2 của bài để tìm ra câu trả lời nhé. Chắc là đã nhiều bạn tìm ra đáp án rồi phải không nào? Trong đoạn 2, chúng ta sẽ tìm được một số từ ngữ cho thấy lý do bố phải đi nhẹ chân vào buổi tối đó là vì bố không muốn làm bạn nhỏ tỉnh giấc chúng ta thấy rằng để bạn nhỏ được ngủ ngon giấc bố đã cố gắng đi thật nhẹ chân với mọi người đó có thể là việc dễ dàng nhưng với người to khỏe như bố thì lại là một nỗi khổ một việc cực kỳ khó khăn tuy nhiên vì con bố đã tập dần bố nói giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng và nhiều đêm bố còn thức để được ngắm nhìn bạn nhỏ đang ngủ say giấc nữa đó những việc làm của bố tuy đơn giản nhưng thật dịu dàng và ấm áp phải không các em qua những câu hỏi vừa rồi đã giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của bài đọc đó là gì cô mời các em cùng đến với thử thách cuối cùng khi mở được mảnh ghép cuối cùng này thì chúng ta có thể khám phá được kho báu của bố rồi. Hãy cùng tìm hiểu với cô nhé. Bài đọc giúp em hiểu điều gì? Em hãy chọn đáp án phù hợp nhất trong các đáp án sau đây. A. Tình cảm yêu thương triều mến vô bờ của bố dành cho con. B. Tình cảm yêu quý biết ơn của bạn nhỏ dành cho bố. C nỗi vất vả của bố mẹ khi chăm sóc con từ khi mới chào đời? À, các em đã có ngay câu trả lời rồi phải không nào? Câu trả lời đúng của chúng ta phù hợp với bài đọc đó là Tình cảm yêu thương, triều mến vô bờ của bố dành cho con. Cô chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng nhé! Các em thân mến, bài đọc đã cho chúng ta hiểu được tình cảm yêu thương, Trìu mến vô bờ của bố dành cho con điều đó thể hiện qua niềm vui sướng khi nghe con cất tiếng khóc chào đời hay khi bố tập thay đổi dần những thói quen thường ngày của mình để cho con được thoải mái nhất đối với bố bạn nhỏ chính là cánh đồng đẹp nhất là cánh đồng mà bố yêu quý và tự hào điều này cũng đã giải thích cho chúng ta tại sao bài đọc lại mang tên cánh đồng của bố đó các em. Và câu hỏi cuối cùng đã được giải đáp. Bây giờ cô và các em cùng nhau khám phá xem kho báu quý giá nhất của bố là gì nhé. Ồ, thì ra kho báu quý giá nhất của bố không phải là vàng bạc, kim cương hay đá quý gì đâu các em ạ. À. Kho báu đó chính là gia đình và cô tin rằng với tất cả những người bố trên thế giới này, điều quý giá nhất với họ cũng chính là gia đình, là những đứa con của mình. Và các em hãy thật tự hào khi chúng ta chính là những kho báu của bố các em nhé. Bây giờ cô rất muốn nghe chia sẻ của các em về bố của mình. Bố em thường làm những điều gì để thể hiện tình thương yêu đối với các em? Chà, chắc là đã có nhiều câu trả lời được đưa ra có bạn kể rằng bố thường chơi cùng em dạy em học bố còn đưa em đi chơi mua cho em những món đồ em thích bố lo lắng chăm sóc mỗi khi em bị bệnh và còn nhiều điều nữa phải không các em vậy chúng ta sẽ làm gì để đáp lại tình yêu thương của bố à chắc chắn là chúng ta sẽ phải luôn yêu thương biết ơn và kính trọng bố luôn cố gắng học giỏi chăm ngoan để làm bố vui lòng các em hãy thường xuyên quan tâm chăm sóc bố và tạo cho bố những niềm vui bất ngờ với những món quà nhỏ bí mật cô tin rằng các em sẽ có nhiều hành động ý nghĩa hơn để đáp lại tình yêu thương của bố Vậy là chúng ta đã tìm hiểu nội dung bài rồi và điều đó sẽ giúp các em đọc bài hay và truyền cảm hơn. Bây giờ cô và các em cùng nhau đến với hoạt động luyện đọc lại nhé. Để đọc bài cánh đồng của bố thật hay, ta sẽ đọc với giọng rõ ràng, thông thả, chậm rãi và trìu mến, nhấn giọng ở những từ ngữ chi tiết đặc biệt. Ví dụ, khi bố thốt lên lời hạnh phúc chào đón con, chúng ta đọc với giọng thể hiện sự xúc động mừng rỡ. Trời ơi, con tôi. Và ta nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ tình cảm yêu thương của bố dành cho con như nhớ mãi, thốt lên chưa bao giờ. Bây giờ cô sẽ đọc lại đoạn 1. Các em cùng lắng nghe nhé cánh đồng của bố. Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi khóc, bố thốt lên sung sướng: "Trời ơi, con tôi." Nói rồi, ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi. "Bố tôi nói: "Chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy." bố còn bảo ẵm một đứa bé mệt hơn cày một đám ruộng. Bây giờ, bạn nào đã tự tin có thể đọc lại đoạn 1 thật hay rồi? Em hãy đọc lại cho ba mẹ mình cùng nghe nhé! Sau khi đã chinh phục được đoạn 1, các em hãy rèn đọc hay cả đoạn 2 và toàn bài đọc. Chúng ta có thể ghi âm lại phần đọc của mình để gửi đến thầy cô giáo chủ nhiệm. Nhờ đó, chúng ta sẽ được thầy cô nhận xét góp ý và đánh giá để tiến bộ hơn. Và sau đây là một vài dặn dò của cô qua bài học này. Các em hãy nhớ đọc lại bài đọc Cánh đồng của bố và xem lại nội dung bài. Và để chuẩn bị tốt cho tiết học chính tả hôm sau, các em hãy xem lại bài đọc Bỏ rùa tìm mẹ, đoạn 1, sách tiếng Việt trang 42 nhé. Và tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau